Luật chống hãm hiếp mới được đặt theo tên của nạn nhân của vụ tấn công tại Tân Delhi, tin từ Tân Delhi. Phản ứng trước tin tức của cha mẹ của nạn nhân bị hãm hiếp tập thể trên xe bus không phản đối việc lấy tên con gái mình để đặt cho luật chống hãm hiếp. Đảng Bharatiya Janata cho biết nguyện vọng của cha mẹ cô nên được tôn trọng. Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Ấn Độ, ông Shashi Tharoor, cho rằng tên của nạn nhân nên được công bố để luật mới có thể mang tên cô. Nói chuyện với một phóng viên tại thủ đô Tân Delhi, nhà lãnh đạo cao cấp của đảng Bharatiya Janata là ông Banbir Punch cho biết chỉ có cha mẹ của cô gái mới có thể đưa ra quyết định này. Tro của người nữ sinh viên đã được rải xuống sông Hằng vào đêm hôm qua. Cái chết của cô dẫn tới nhiều cuộc biểu tình trên toàn Ấn Độ, sự phẫn nộ trên toàn thế giới và hứa hẹn từ chính phủ rằng sẽ trừng phạt cứng rắn những kẻ tội phạm. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Ấn Độ, ông Manish Tewari cho biết, ưu tiên hàng đầu là đổi mới các quy định của luật pháp về bạo lực tình dục và mang các thủ phạm ra trước công lý.